Chỉ còn 2 ngày nữa là hoạt động phát hành phân phối vé số kiến thiết tại các tỉnh thành phía Nam sẽ chính thức trở lại bình thường. Để đảm bảo an toàn, nhiều giải pháp đã được các công ty xổ số và chính quyền địa phương khẩn trương triển khai. Ghi nhận tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hơn 3 tháng tạm dừng hoạt động, hiện phòng phát hành vé số kiến thiết tại đây trở nên nhộn nhịp hơn. Để hoạt động phát hành phân phối vé số kiến thiết an toàn, các đại lý phải chấp hành nghiêm các biện pháp 5K về phòng chống dịch COVID-19. Phải thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Là công ty phải tuân thủ các cái quy định về phòng chống dịch. Chỉ đạo cho Sở Y tế khi vaccine về thì ưu tiên cho lực lượng buôn bán vé số. Tiêm vaccine cho họ đủ 2 mũi, đủ mũi. Để làm sao cho đối tượng này khi họ đi bán, họ tiếp xúc gần với người đó thì người ta không sợ, người ta sẽ mua nhiều hơn. Tại đồng bằng sông Cửu Long hiện có hàng chục ngàn người sống bằng nghề bán vé số. Phần lớn trong số này đã được tiêm một mũi vaccine phòng COVID-19. Các địa phương đang khuyến khích hình thức bán vé số tại quầy, liên kết đổi giải thưởng tại chỗ nhằm hạn chế di chuyển, đảm bảo an toàn về phòng chống dịch.